Nếu bạn là fan của trà sữa, bạn sẽ dễ dàng thấy được độ đậm, độ mạnh mà chỉ hồng trà có. Hương vị của hồng trà sẽ bùng nổ nếu như kết hợp với hạt dẻ. Đồ uống ngày hôm nay, hồng trà hạt dẻ sữa. Một 50ml hồng trà. Mười ml đường. Hai mươi ml siro hạt dẻ. Một xúc đá to. 20g bột sữa. Khuấy đều. Lắc. Hương vị ngọt và bùi của hạt dẻ cùng với đó là hương vị ngọt tự nhiên của hồng trà đã làm vị giác tôi cực kỳ thỏa mãn. Bạn đừng bỏ qua món đồ uống ngon tuyệt này.